Đấu phá thương khung phần 4 tập 17, Thất Huyễn Thành Linh Tiên. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà thì hay đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Nghe thị nữ báo, Nhã Phi cũng là có chút sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng dò hỏi, Lạp Lan Yên Nhiên. Đúng vậy, thị nữ cung kính trả lời, lăng tìm ta có chuyện gì? Nhã Phi hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non, thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Viêm, áy náy rồi nói, xin lỗi. Đi thôi, đây là công tác của ngươi, ta không có khả năng trách ngươi, cười cười, vẻ âm trầm trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tán đi một ít, xua tay rồi nói. Ngươi có lẽ hiện tại không muốn cùng nàng gặp mặt, vậy trước tiên là ở nơi này chờ một chút, làm cho ta hỏi rõ ràng nàng đến có chuyện gì, rồi đem các ngươi đi ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi tại trên người Tiêu Viêm cùng với Hải Bất Đông lạnh nhạt không nói gì kia đảo qua, thử dò xét nói. Cũng tốt, thoáng trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm có chút gật đầu. Hiện tại thì hắn còn thật là không nghĩ cùng với người phụ nữ kia gặp mặt quá sớm, cho nên nhất thời cũng không cự tuyệt đề nghị của Nhã Phi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi thở dài một hơi, nói nhỏ bên tai thị nữ, làm cho nàng biết phải chiều cố hai người sau đó, rồi bước đi ra khỏi phòng. Người cùng Lạp Lan Yên Nhiên có chút mâu thuẫn, nhìn bóng lưng biến mất phía sau cửa. Hải Ba Đông bưng chén trà đã biến thành băng kia lên, thoáng có chút kinh ngạc nói. Ừ đúng vậy, Tiêu Viêm gật đầu, chậm rãi ngồi ở ghế, sắc mặt cũng không đẹp mắt cho lắm. Chẳng lẽ ngươi lần này lên Vân Lam Tông đó là cùng làng có liên quan? Liếc thấy sắc mặt của Tiêu Viêm có chút khó coi, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói. Lần này thì Tiêu Viêm không có trả lời, bình tĩnh hớp nước trà. Trong con người híp lại, ánh mắt sắc nhọn thoáng lóe ra. Nhìn bộ dáng này của Tiêu Viêm, đã biết chút đáp án, Hải Ba Đông cũng không tiếp tục hỏi tới nữa. Chậm rãi lắc đầu, xem ra Tiêu Viêm cố ý muốn lên Vân Lam Tông. Hẳn là có chút rõ ràng, bất quá sự tình vẫn như cũ làm cho hắn có chút mê hoặc. Người phụ nữ tên là Lạp Lan Yên Nhiên kia, đối với Tiêu Viêm đến tốt cùng làm cái gì có thể khiến cho tên có định lực bất phàm như hắn. Thậm chí tình nguyện cùng với loại đại quái vật như là Vân Lam Tông lại sinh ra quan hệ bất hòa. Rõ ràng tại Sa Ma Đế Quốc cùng với Vân Lam Tông bất hòa dĩ nhiên là vốn là chuyện ngu xuẩn. Ồ, được rồi, ngươi tìm kiếm đồ vật hồi phục linh hồn lực để làm gì? Linh hồn bị thương hay sao? Không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hải Ba Đông đột nhiên nhớ tới vật phẩm Tiêu Viêm lúc trước muốn mua, lập tức có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Lông mày nhọn khẽ khẽ chớp động rất nhỏ nhưng mà quyết định lựa chọn cái gì đó, Tiêu Viêm chậm rãi hớp nước trà. Trong lòng lại cấp tốc chuyển động một lát sau, bình tĩnh mới nói. Lần này sau khi Phật Lộ Hỏa Liên xuất ra để lại di chứng. Ồ, đồ vật kia quả là kinh khủng, có điểm di chứng để lại sau thật sự là cũng là chuyện trong dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Hải Ba Đông không có chút nghi hoặc. Dù sao uy lực của Phật Lộ Hỏa Liên kia thật sự là có chút quá kinh khủng. Ánh mắt tại Tiêu Viêm bên cạnh quét qua, khẽ cau mày rồi nói, có nghiêm trọng hay không? Cố gắng làm cho mình giống như với ngày thường, Tiêu Viêm nghiêng mắt nhìn Hải Ba Đông một cái. Rồi tiếp tục nói, không phải là rất nghiêm trọng, có điều cũng không phải là thường thế bình thường. Bởi vậy ta mới muốn tìm kiếm kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng. Nếu tìm được thì đối với ta rất nhanh khôi phục. Nghe được câu trả lời này của Tiêu Viêm thoáng có chút mơ hồ, Hải Ba Đông nhướng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú nhìn không ra bất cứ tâm tình khác kia. Môi có chút mấp máy một chút, bất quá chính là không nói ra cái gì nữa, có chút gật đầu. Rồi là cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, trầm mặc xuống tới. Nhờ mặt nước của chén trà phản xạ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông. Bàn tay nắm chặt chén trà kia có chút thư giãn, chậm rãi nhấp một miệng trà. Thẩm ướt yết hầu có chút là khô khốc, thở ra một hơi thật dài. Trong phòng, theo hai người trầm mặc, hào khí từ từ yên tĩnh xuống tới. Thị nữ canh giữa ở một bên kia cũng là lườm lớp lo sợ không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay cả khi cấp cho hai người đổ lại trà, đều là cực kỳ cẩn thận, không dám làm ra lửa điểm tiếng vang. Hào khí an tĩnh rằng co chừng gần lửa giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập mà thanh túy từ ngoài cửa vang lên. Chợt sáng người yểu điệu của Nhã Phi cũng đã xuất hiện ở tại trong tầm mắt của hai người. Cô ta đi rồi hay sao? Chén trà cầm trong tay chậm rãi đặt xuống, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Ừ, đi rồi. Đi vào trong phòng, Nhã Phi đối với Hải Ba Đông vẫn bưng chén trà kia cung kính gật đầu. Chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển tại trên mặt bàn. Một lát sau mới tại trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm đại đệ, ngươi thật sự rất muốn cái loại kỳ bảo vật có thể khôi phục linh hồn lực lượng sao? Đúng vậy, rất muốn. Trong lòng nháy lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Phi nhẹ giọng rồi nói. Trong phòng đấu giá có ư, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta có thể nỗ lực cho giá cả các ngươi hài lòng. Kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng cực kỳ là hiếm thấy. Quanh quẩn trong phòng đấu giá thức tầng như chúng ta đây, với lượng trao đổi dù khổng lồ, cũng là cực nhỏ thu thập được cái loại vật phẩm này. Nhã Phi lắc đầu, bất đắc dĩ rồi nói.
Vậy ý tứ của tỷ là gì? Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói. Phòng đấu giá Thước Đẳng Nhĩ chúng ta đích xác không có các loại kỳ vật có thể khôi phục lại linh hồn lực lượng này. Có điều theo ta được biết, một gia tộc trong Giả Mã Thánh Thành có được một gốc cây thực vật kỳ dị tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Loại rễ cây của thực vật này có thể để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ là huyền ảo, mà loại vật chất này đó là dược vật hồi phục linh hồn lực lượng tốt nhất. Nhã Phi cười khổ rồi nói. Ồ, thật sao? Nghe vậy trên khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt lại lên một vẻ vui mừng lẫn là sợ hãi, vội vàng nói. Gia tộc nào thế? Trên mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ cười khổ, bộ dáng ấp a ấp úng, nhìn qua có chút là chần chờ. Nghi hoặc nhìn thấy vẻ mặt của Nhã Phi như vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt làm như nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt từ từ âm trầm nói. Đừng có nói là Lạp Lan gia tộc đó chứ. Phải rồi, đích thật là bọn họ. Nhã Phi bất đắc dĩ gật đầu. Cái loại bảo vật này, sợ rằng cho dù là người nào cũng cất rất là kỹ, kể cả bỏ đi duyên cớ ta đối với bọn họ chán ghét. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lạp Lan gia tộc kia lại đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia bán ra cho ta sao? Tiêu Viêm xòa xòa cái chán, thấp giọng rồi nói. Chẳng lẽ phải làm cho ta mạnh mẽ cướp đoạt? Có điều nếu thật sự là nó bất đắc dĩ, người nào cho phép người cướp đoạt? Lạp Lan gia tộc chính là cùng với Thức Đồng Nhĩ gia tộc chúng là nổi danh là một trong tam đại gia tộc đấy. Hơn nữa thì Lạp Lan gia tộc thật là mấy người tốt, đều là tại quân đội của đế quốc có địa vị rất cao, nói về khoảng trình độ phòng vệ xâm nghiêm tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Thức Đồng Nhĩ gia tộc chúng ta. Tuy nói người có Hải Bà Đông lão tiên sinh tương trợ, có thể tưởng tượng phải từ trong sự phòng ngự của Lạp Lan gia tộc kia thuận lợi đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên bắt được tới tay, cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Liếc mắt nhìn về mặt trắng không còn chút máu của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi sẵn giọng rồi nói. Nếu làm cuối cùng một cái không tốt, bọn họ làm thành cá chết trong lưới, đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên làm hỏng, vậy ngươi không phải làm không công sao? Ta lại muốn được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên hoàn hảo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khẽ cau mày rồi nói. Lão gia chủ của Lạp Lan gia tộc tại mấy năm trước từng cùng một đầu ngũ dài ma thú tên là Lạc Thiết Độc Ấn Mãng Kịch Độc vô cùng là chiến đấu qua. Mặc dù cuối cùng đem nó đánh chết, có điều cũng bất hạnh bị một cắn sau lưng đem lại một loại độc tố kinh hồn táng đảm. Lạc độc tập trung vào trong cơ thể. Người tinh thông luyện dược, nói vậy hẳn là có biết sự lợi hại của loại độc tố này. Tại trong ghi chép ghi lại, cũng có không ít lục dài ma thú bị Lạc Thiết Độc Ấn Mãng Xà vượt cấp độc chết. Nếu không phải bởi vì số lượng thật sự là rất thừa thớt, không cần nói đến, sợ rằng trên đại lục rất nhiều cường giả đều đã ở dưới loại độc tố này, hoảng sợ biến sắc. Nhã Phi cười cười, chính là đột nhiên lên tiếng về chuyện cùng với Thất Huyễn Thanh Linh Tiên không hề liên quan đến. Loại vật kia đích xác là rất độc, có điều đồ vật này cùng với Thất Huyễn Thanh Linh Tiên là không có quan hệ quá lớn. Nghe được tên của Lạc Thiết Ấn Độc Mãng, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng có chút biến đổi, chợt phe phẩy đầu nói. Người hãy nghe ta nói hết đã được không? Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi tiếp tục nói. Mấy năm nay nhờ vào đấu khí mạnh mẽ, Lạp Lan lão gia tử mặc dù vẫn có thể áp chế độc tố, có điều theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng là càng ngày càng mạnh. Tại nửa tháng trước, lạc độc vẫn ẩn nút tại trong cơ thể rồi rốt cục thì hoàn toàn bộc phát. Mà ở dưới loại độc phát này, Lạp Lan lão gia tử có được thực lực đấu vương cấp bậc, cũng là hoàn toàn ngã xuống. Hiện tại, cả Lạp Lan gia tộc đều là loạn thành một đoàn, chung quanh tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu viện. Tìm kiếm luyện dược sư, lấy quan hệ của Lạp Lan Yên Nhiên, không phải có thể trực tiếp mời đàn vương cổ hà tới đây sao? Lấy luyện đan thuật của hắn, còn có cái độc gì là không thể hóa giải? Tiêu Viêm thản nhiên nói. À, đã mời, nhưng ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp thanh trừ lạc độc. Cái loại độc tố này nhân tiện giống như là tên của nó, một bực như nhau, ẩn thật sâu tại trong kinh mạch thậm chí là cốt tủy của người. Bất cứ đan dược gì cũng khó có thể đem nó thanh trừ. Lắc đầu, Nhã Phi cười khổ rồi nói. Ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh dị nói. Ừ đúng vậy, gật đầu Nhã Phi âm trầm nói. Có điều mặc dù cổ hà không thanh trừ được độc tố, nhưng lại có một biện pháp khác, đó là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của Lạp Lan lão gia tử, sau đó cùng với nhiệt độ cao đem lạc độc trong đó bài trừ. Đáng tiếc việc này có một cái điều kiện tiêu quyết trọng yếu, đó là ngọn lửa phải là dị hóa. Cho nên hiện tại Lạp Lan gia tộc cũng là ra giá tiền cực cao khắp lơn chiêu dụ luyện dược sư có được dị hóa. Bất quá đáng tiếc không có bất cứ thu hoạch gì, cho dù là bọn hắn đã mở ra phần thưởng khổng lồ làm cho chúng ta cùng với Thước Đẳng Nhĩ gia tộc cũng phải đỏ mắt. Được rồi, tại trong phần thưởng khổng lồ đại giới đó, đó là có gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia, Nhã Phi than thở. Ai có thể đem Lạp Lan lão gia tử chữa cho tốt, liền có thể có được gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia. Gần đây đã có rất nhiều luyện dược sư đi thử, đáng tiếc đều thất bại không có ngoại lệ. Lúc trước Lạp Lan Yên Nhiên tìm ta, đó là muốn ở trong vòng đấu giá Thước Đẳng Nhĩ chúng ta hỗ trợ tuyên truyền một chút, xem một chút có thể tìm kiếm được luyện dược sư có dị hỏa hay không.
Có lẽ ngươi có thể đi thử một chút, dù sao chuyện lúc đầu của ngươi cùng với Lạp Lan lão gia tử cũng không có quan hệ quá lớn, thậm chí ở phía sau còn lại là nổi giận đem Lạp Lan Yên Nhiên đuổi ra khỏi cửa vài lần. Mặc dù cái này cũng không phải là mãi mãi, Nhã Phi dừng ở Tiêu Viêm rồi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày, ngón tay chậm rãi đánh gõ lên trên mặt bàn, trầm mặc không nói. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hay đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hào Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 18 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.